Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách làm bánh mì bơ tỏi phô mai Hàn Quốc. Thì cái bánh mì này nè, mình làm bằng bột mì nguyên cám á, thì nó rất là ngon và lại tốt cho sức khỏe nữa. Nguyên liệu cụ thể đó thì mình viết ở phần mô tả nha các bạn. Đây là cái loại bột mì nguyên cám mình sử dụng nè các bạn. Thì trong 30g bột á, thì nó chứa 4g protein. Còn đây là bột mì đa dụng nè, protein của nó là 11.7%, thì cũng trong 30g bột thì nó chứa 4g protein, giống như cái bột mì nguyên cám đó các bạn ha. Rồi, đầu tiên là mình cho 300g bột mì đa dụng. Bột mì nguyên cám 300g. Mình khuyến khích là các bạn cân bột mì nè với lại chất lỏng bằng cái cân nó sẽ chính xác hơn. Mười gram men nhanh, cái loại men này là không cần phải kích hoạt với nước ấm trước đó các bạn. Sữa bột 30g. Đường 70g. Muối 8g. Một quả trứng gà. Một 150g kem sữa tươi. 250g sữa tươi không đường. Mình mở máy lên ở tốc độ số 2 và nhồi trong vòng 2 phút nhé. Thì máy mình là có 10 cái tốc độ. Sau 2 phút nhồi ở tốc độ số 2 thì đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để mình xác định được bột khô hay nhão nè các bạn. Thì hôm nay cái bột mình như vậy là nó hơi khô. Nên là mình sẽ cho thêm khoảng 10ml sữa tươi. Rồi kế đó là mình mở máy từ từ lên nha các bạn. Từ từ lên tốc độ số 4 và nhồi thêm 10 phút nữa. Sau khi nhồi xong thì mình có thể làm cái phương pháp thử bột đó là kéo màng như vậy nè. Nếu mà màng kéo mỏng mà ánh sáng có thể xuyên qua cái màng bột mỏng như vậy được thì chứng tỏ là bột các bạn đã nhồi đủ. Còn mà các bạn không thể kéo ra cái màng mỏng được thì tức là bột chưa đủ dai đó các bạn, mình phải nhồi thêm nhé. Thoa dầu ăn vào cái thau nè.
Rồi thì bây giờ mình cho bột vào, mình đậy kín lại để mình để ủ bột lần thứ nhất khoảng 1 tiếng hoặc tới khi bột nở gấp đôi nhé. Thì cái này hôm nay là mình ủ cái bột lần đầu á, mình ủ trong lò. Rồi mình chỉ mở cái đèn của lò lên thôi. Nhiệt độ trong lò lúc này là 32 độ C đó, tại mình mở cái đèn lên cho nó có hơi ấm các bạn, cho nó bột nó nổi nhanh nha. Đây là bột của mình sau khi ủ được 1 tiếng nè các bạn. Bây giờ mình thoa dầu hoặc là bột vào ngón tay rồi mình ấn xuống bột nha các bạn. Để mình kiểm tra coi bột đã ủ đủ chưa đó. Nếu mà bột phình lên lại tức là chưa ủ đủ, mình phải ủ thêm nhé. Còn không phình lên đó, tức là bột đã ủ đủ rồi đó các bạn. Bây giờ mình chia bột làm 12 phần bằng nhau nhé, thì một phần khoảng cỡ 97 tới 98 gram á. Sau khi chia 12 phần bột đều nhau thì bây giờ bắt đầu mình vê tròn viên bột nè. Sau khi vê tròn bột xong là mình lấy cái miếng bột thực phẩm á, mình đậy lên bột để mình chuẩn bị ủ lần 2. Thì ủ lần 2 mình ủ khoảng 45 phút hoặc tới khi là bột nở gấp đôi nhé. Trong khi đợi ủ bột á, thì mình cho một cái thao với lại hai cái que đánh á, vào trong tủ lạnh trước nha. Thì bây giờ mình làm nóng lò ở nhiệt độ 176 độ C. Đây là bánh của mình đã ủ được sau 45 phút rồi nè các bạn. Mình quét sữa tươi á, lên trên bột nè để chuẩn bị đem đi nướng á. Rồi bây giờ mình nướng ở 176 độ C từ 17 tới 18 phút ở cái khe chính giữa của lò á. Bánh mì của mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Kế đó là mình chuẩn bị làm cái nhân kem phô mai nhé. Phô mai mềm. Nếu mà bạn không có cream cheese thì mình có thể thế bằng cái phô mai con bò cười cũng được. 20g đường bột.
125g kem sữa tươi. Nửa muỗng cơm nước cốt chanh nhé. Nếu mà các bạn không có cái bịch bắp kem thì mình thế bằng cái bịch Ziploc cũng được. Rồi bây giờ thì mình cho cái nhân kem phô mai vô tủ lạnh nè. Rồi kế đó là ta làm hỗn hợp bơ tỏi nhé. 165g bơ lạc. Mình làm tan chảy bơ ra nha các bạn. Các bạn có thể dùng microwave cũng được. 60g sữa tươi. 50g mayonnaise. 40g mật ong. 40g sữa đặc. 2 quả trứng gà. 8g muối. 2 muỗng cơm lá ngò tây khô. 45g tỏi bằm. Bằm càng nhuyễn càng ngon nha các bạn. Bây giờ mình lại làm nóng lò ở 196 độ C. Rồi mình bơm cái nhân kem phô mai vào trong bánh nè. Kế đó là mình nhúng nguyên cái bánh như vậy vào cái hỗn hợp bơ tỏi. Mình có thể thêm nhân phô mai ở chính giữa như vậy nè. Cuối cùng á là mình rắc lên cái bột phô mai parmesan. Hôm nay á mình chỉ nướng 4 cái trước thôi. Mình nướng ở 196 độ C từ 7 cho tới 9 phút. Trong khi đợi nướng thì mình bọc những cái chưa nướng còn lại, mình cho vào tủ lạnh thì mình có thể để được tới 4 ngày, hoặc là bạn có thể để trong tủ đông được tới cả tháng luôn nha các bạn.
Rồi mỗi lần ăn thì mình chỉ cần lấy ra mình nướng lại như vậy, nướng trong cái lò chiên không dầu hoặc là lò nướng bình thường đều được hết. Rồi bánh mì bơ tỏi của mình đã xong rồi nè các bạn. Cái bánh mì này nè, ăn ngon nhất là khi bánh nó vẫn còn ấm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Snow. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại câu hỏi cho mình nhé. Các bạn nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Bye bye.